Tiếp tin 361. Con này sản xuất tại Đức nha mọi người. Made in Germany nha. Đó, chất lượng thì đi đôi với giá cả nha. Nice. Ít tin 361 nha mấy anh em. Đó, hôm nay con ít tin 361 sản xuất tại Đức này có giá cực sốc nha mấy anh em. Đó, ít tin 361 Made in Germany. Giá hôm nay chỉ có 13 triệu thôi nha mấy anh em. 13 triệu bao phí vận chuyển. Tặng một móc khóa của cửa hàng. Bữa nay là giá là rất là tốt rồi nha, mấy anh em mua sớm đi nha. Con này trọng lượng khô chỉ 5,6 kg thôi. Bộ xi lanh nó sở hữu là 47mm nha mấy anh em. Đó, báo giá thì đầy đủ nha. Xích theo máy 5 năm, 30 mắt xích và một cái 5 năm đứt. Đây, báo giá là đầy đủ phụ kiện theo máy chân nha. Chỉ với 13 triệu bao phí vận chuyển, tặng một móc khóa. Đi theo nó còn có một bộ tiếp và một bao lam. Đó, này chuẩn bài. Đó, mấy anh em nào mà đã xài con 361 này thì biết đỉnh rồi đó. Rất là bền nha mấy anh em. Đó, nó có cái tem ở đây. Made in Germany nha. Đó, cái tem này là dữ dội luôn. Nó chơi thôi chứ cái tem này người ta in ra bao nhiêu tem không được. Mà thật sự là cái số ski nó ở đây. Nó sẽ trùng với cái trên lốc máy này nha. Và nó sẽ trùng với số ski ở trên thùng này nha mọi người. Đó. Mấy anh em đừng so sánh con này với 382 nha. 382 rẻ hơn. 382 sản xuất tại Brazil. Con này sản xuất tại Đức. Đó. Con này nhẹ hơn 382. Nó chỉ có 5,6 kg thôi. Đó, anh em mà đã xài hàng Đức này rồi thì rất là tuyệt vời. Đó, giá bên này rất là giảm nha, chỉ còn có 13 triệu thôi. Bên cửa hàng em bao ship. Đó. Rồi mấy anh em mua thì cọc giùm em 5 lít thật một củ nha. Rồi em nhận tiền em sẽ giao máy mấy anh em được kiểm tra. Kiểm tra thì kiểm tra máy ngay hàng chính hãng. Thì mấy anh em đưa tiền đủ nha. Cọc trước 5 lít thôi. Không cần nhiều nha mấy anh em. Đó. Đối với dòng máy này thì em bảo kê phụ tùng sau này đầy đủ luôn nha. Đó, các loại máy em bán của hãng là em sẽ có phụ tùng thay thế đàng hoàng. Đó, cái con này thì phụ tùng nó rất là dạng là giá trung bình thôi. Chỉ có cây dên và bộ lốc là nó mắc thôi. Đó. Ít tin 361 này là ai đã dùng rồi là rất là đỉnh cao nha. Mấy anh em có thể mua thêm nhớt nha. Đó, xài máy ít tin, xài nhớt ít tin là còn gì bằng nữa. Mấy anh em có thể xài nhớt ít tin hoặc là nhớt khu. Đó, đối với một can này đó là mấy anh em có thể pha được 25 đến 30 lít. Đó, cái bình nhỏ này là mấy anh em pha được 2 lít rưỡi hoặc 3 lít. Tương đương 10 bình nhỏ này là được 25 đến 30 lít nha mấy anh em. Đó, anh em có thể mua can xăng này nè, về xài y xì luôn. Can này thì 400.000 bao ship nha. Đó, cái này thì xài nó không bay hơi nha. Đó, nói về cơ khí hàng Đức thì mấy anh em cứ bụp nha. Rồi, ok, em ở Cà Mau. Đó, mấy anh em nào mua thì liên hệ nha. Liên hệ số điện thoại 0917959669 nha mọi người. Cà Mau City nhận cọc là đi hàng nha mọi người. Đó, ai muốn sở hữu con ít tim 361 này thì liên hệ em nha. Đó, trọng lượng khô chỉ 5,6 kg thôi. Mấy anh em mà muốn xài 56 thì bù thêm một ít nữa. Đó. Rồi mấy anh em mua liên hệ nha. Mấy anh em có coi YouTube thì cho em xin một like, một follow nha. Mua liên hệ Zalo 0917959669 nha. Rồi tạm biệt mấy anh em đừng so sánh nha, hàng con này với con 382 nha. Con này nhẹ hơn con 382 nha. Con này sản xuất tại Đức thì nó sẽ mắc hơn 382 nha. 382 sản xuất Brazil. Đó, chỉ có con này với con 661 là sản xuất tại Đức thôi. Còn mấy dòng máy lớn như là không có bán như là 7070, 720, 461, 462 gì đó, mấy dòng máy lớn lắm. Con này thông dụng nha. Con này em bán rất là nhiều. Thì rất là im. Rồi chào anh em nha, mua thì liên hệ em nha.